ô tô chở hai vợ chồng bị kẹp nát giữa hai xe tải, một người tử vong. Lời kể tài xế xe khách vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ 2 tuyên quang. Tài xế taxi bị côn đồ đánh chấn thương sọ não trên phố Hà Nội. Thiếu niên khai vung mã tấu chém ô tô trên quốc lộ để chứng tỏ bản thân. Hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng vọt, vì sao EVN Hà Nội tính đơn giá bậc 1 không đồng nhất? Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 3, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 10, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng hơn 12 giờ trưa cùng ngày, trên đường tỉnh lộ 429B, thuộc địa bàn xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe tải và một ô tô con đi cùng chiều, khiến một người tử vong tại chỗ. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 10, vụ tai nạn khiến nam tài xế ô tô con tử vong, một người đi cùng may mắn không bị thương quá nghiêm trọng, vẫn đi lại được. Tại hiện trường, ô tô con bẹp rúm, nằm lọt trong gầm xe tải, phía sau là một xe tải lớn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, Thời điểm xảy ra tai nạn, người đàn ông đang chở vợ đi khám thai về. Khi đi về đến tỉnh lộ 429B thuộc địa bàn xã thì va chạm với hai xe tải chở vật liệu xây dựng. Lãnh đạo xã Trường Thịnh cho biết, ngay khi nhận tin báo, tôi đã gọi cho nhân viên y tế tới hiện trường để sơ cứu cho người chồng. Tuy nhiên, do nạn nhân bị thương rất nặng, nguy kịch nên chúng tôi chuyển đến bệnh viện đa khoa Vân Đình. Nhưng nam tài xế cũng không qua khỏi. Còn người vợ đang có thai khoảng 3 tháng, may mắn không bị thương. Vị này cho biết thêm, nạn nhân là người xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa. Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ va chạm kinh hoàng tại quốc lộ 2 Tuyên Quang khiến 5 người tử vong. Trải qua khoảnh khắc sinh tử, nam tài xế xe khách vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn khi ấy. Trước đó, vào dạng sáng ngày 5 tháng 3, trên quốc lộ 2, đoạn qua huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe container làm 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội mang biển kiểm soát 23F00058 chạy theo hướng Hà Giang Tuyên Quang đã va chạm với xe container chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang mang biển kiểm soát 15C07526 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 15R00896 cú đâm mạnh khiến xe khách biến dạng từ đầu xe đến cuối xe bên lái, còn xe container bị lật nghiêng. Hậu quả, 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng đang cấp cứu. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là LHHQ, sinh năm 1989, trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. VTMT, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. VHC, sinh năm 1987, trú tại xã Thủy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. TNTDV, sinh năm 2000, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Và VCC, sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre. Anh Phan Văn Quý, sinh năm 1983, trú tại Hà Giang, tài xế xe khách mang biển kiểm soát 23F000XX, bị nạn, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Hôm qua vào khoảng 1 rưỡi 2 giờ kém, tôi đang di chuyển rất chậm rãi vì chuẩn bị tới đoạn cua tay áo. Lúc ấy tôi đang chở 24 người, trên xe có hai lái xe để lái luân phiên và một phụ xe. Khi chưa tới khúc cua, thấy ánh đèn ngược chiều đi rất nhanh, tôi đã già phanh và đi chậm lại. Bất chợt, xe container lao nhanh tới rồi bị lật về phía xe tôi, đè lên 1 phần 2 xe khách. Khi xảy ra tai nạn, đầu óc tôi choáng váng. Khi bừng tỉnh, cảnh tượng hành khách gặp nạn khiến tôi còn sốc hơn dù là tài xế có gần 20 năm kinh nghiệm và qua lại cung đường này nhiều lần, nhưng mỗi khi đi đến khúc cua này, tôi luôn đi chậm vì đoạn đây là đoạn cua kép, rất dễ xảy ra tai nạn. Là người dân gần hiện trường vụ tai nạn, anh Trần Xuân Thuận ở sát Tứ Quận bàng hoàng kể lại. Khoảng hơn 1 giờ ngày 5 tháng 3, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn, liền mở cửa chạy ra ngoài, thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nhiều nạn nhân vụ tai nạn nằm dưới rãnh thoát nước, một số người bị biến dạng phần mặt, có người đã nắm lấy tay tôi cầu cứu, lập tức tôi gọi điện cho lực lượng dân quân xã tứ quận và hô hào hàng xóm tới cứu giúp. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cho biết, tài xế xe container Levante, sinh năm 1985 ở xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, lần đầu tiên vận chuyển hàng từ Hà Nội lên Hà Giang, không quen đường, khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, hai tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Các điều kiện về người và phương tiện đều đảm bảo. Trước tình trạng liên tiếp các vụ tai nạn giao thông xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản, mọi người, đặc biệt là các lái xe khách, xe có trọng tải lớn cần hết sức lưu ý khi di chuyển trên đường. Tại những đoạn đường lạ, khó đi, dễ xảy ra tai nạn, cần quan sát kỹ, đi chậm, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự. Thưa quý vị, mạng xã hội bỗng trở nên xôn xao trước một bài đăng của tài khoản có tên Lưu Hoàn có nội dung xin video hoặc hình ảnh người đi đường ghi lại được về việc người nhà của anh bị hai đối tượng tấn công đến nguy kịch. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Tây Hồ xác nhận đang tiến hành điều tra vụ việc nói trên. Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung truy tìm danh tính hai người đi xe máy tấn công đến nguy kịch. Cụ thể, bài đăng có nội dung: "Lái xe taxi G7 bị hai người đi xe máy biển số 36 tấn công đến nguy kịch 80-90%, không qua khỏi được. Nhờ cư dân mạng, nếu ai quay được video sự việc thì cho bạn Lưu Hoàn xin. Được biết, chủ tài khoản Facebook đăng bài là em trai của nạn nhân. Theo chia sẻ của chủ tài khoản Lưu Hoàn, sự việc xảy ra vào khoảng 16-17 giờ vào ngày 4 tháng 3 trên tuyến đường Ven Hồ Tây, đoạn cuối phố Tô Ngọc Vân. Sáng mùng 5 tháng 3, anh Thuận, một người em trai khác của nạn nhân cho biết bác sĩ báo anh trai tôi nhiều khả năng không qua khỏi chờ dừng hơi thở sẽ khám nghiệm chúng tôi cũng đã báo với người thân trong nhà để chuẩn bị lo hậu sự cho anh trai anh thuận cho biết gia đình vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn tới sự việc này và cho rằng việc đánh người tới mức nguy kịch là rất côn đồ coi thường pháp luật em trai nạn nhân bức xúc chia sẻ dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đánh người tàn nhẫn như vậy được Tôi mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm ra hai kẻ đã tấn công anh tôi để họ phải chịu mức án thích đáng trước pháp luật. Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, trưởng Công an quận Tây Hồ Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh điều tra vụ hai kẻ đi xe máy hành hung dã man tài xế taxi G7. Làm việc với cơ quan công an, nam thiếu niên 17 tuổi khai mục đích của việc vung mã tấu chém ô tô chạy trên đường là để chứng tỏ bản thân với những người bạn đi cùng. Công an xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc vùng mã tấu chém ô tô đang chạy trên quốc lộ 55. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, nam thiếu niên DHL, sinh năm 2007, trú tại xã Đa Mi, là người thực hiện hành vi dùng mã tấu chém vào gương chiếu hậu của ô tô. Làm việc với cơ quan công an, lờ khai mục đích của việc vung mã tấu chém ô tô là để chứng tỏ bản thân với những người bạn đi cùng. Trước đó, một tài xế điều khiển xe ô tô đi từ hướng Bình Thuận về Lâm Đồng vào chiều ngày 3 tháng 3, khi đi đến km 105 700 qua xã Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, thì gặp một nhóm nam nữ đi trên ba xe máy, không đội nón bảo hiểm, đi theo chiều ngược lại. Bất ngờ, xe bị một thanh niên ngồi sau xe máy thứ nhất, vung mã tấu chém vào phía gương chiếu hậu của ô tô. Theo sau còn có một nữ thanh niên rơi điện thoại lên giống như để quay lại đoạn clip trên và cười đua với chiến tích. Rất may, tài xế đang chạy xe sát lề nên tránh được cú chém vào xe. Sau khi trình báo cơ quan chức năng, công an xã Đa Mi phối hợp với công an huyện Hàm Thuận Bắc vào cuộc xác minh và nhanh chóng xác định được các đối tượng, đồng thời triệu tập lên làm việc. Có rất nhiều cách để thể hiện bản thân, nhưng cậu thiếu niên trong vụ việc trên lại dùng cách vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho cả bản thân và những người tham gia giao thông. Mong với hình phạt thích đáng từ cơ quan chức năng, đối tượng sẽ lấy đó làm gương và không bao giờ tái phạm nữa. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác. Bên cạnh việc giá vàng chạm đỉnh liên tục khiến thị trường vàng nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết, thì còn có một loại giá khác cũng tăng vọt, khiến người dân không khỏi đau đầu, chính là giá điện. Đặc biệt, điều khiến nhiều hộ gia đình bức xúc với hóa đơn tiền điện tháng 2 là vì EVN Hà Nội đã cộng gục, khiến cho trong hóa đơn xuất hiện đơn giá điện bậc cuối cùng, Điều đáng nói, việc tính đơn giá bậc một của các hộ không đồng nhất, các con số khác nhau khiến họ nghĩ EVN Hà Nội không minh bạch trong cách tính. Cụ thể, đã có nhiều hộ gia đình phản ánh hóa đơn tiền điện tăng, EVN Hà Nội và các công ty điện lực thành viên của Hà Nội không giải thích cặn kẽ đến khách hàng, khiến nhiều người bức xúc vì hóa đơn tiền điện bị tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước đây. Theo anh VVM ở Hoàng Mai, hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng đột biến so với trước đây kỳ tính hóa đơn cũng bị đội lên hơn 50 ngày so với trước. Trong khi đó, ngành điện không giải thích cho người dùng vì đâu, tại sao lại cộng gộp và quyền lợi khách hàng được đảm bảo ở đâu, đều không hề biết. Chỉ khi báo chí vào cuộc, ngày 3 tháng 3, EVN Hà Nội mới đưa ra thông báo ngắn, giải thích. Nhưng trên nhiều nhóm hội, người dân, người sử dụng điện vẫn thắc mắc và cảm thấy khó chịu vì là khách hàng sử dụng điện mà không được giải thích cặn kẽ. Theo một số chuyên gia, EVN Hà Nội gây phản ứng trong dân khi cộng gộp số ngày tính hóa đơn tiền điện tháng 2 thực tế bằng 50 đến 57 ngày thực tính, khiến tổng số tiền trên hóa đơn tăng cao. Bên cạnh đó, việc cộng dồn số ngày tính tiền điện tháng 2, số ngày thực tính theo cách cũ là cả tháng 2 và hơn 20 ngày của hóa đơn điện tính cho tháng 3 theo cách ghi chỉ số công tơ cũ khiến người dân bất bình cho rằng ngành điện không tính dành mạch hóa đơn tiền điện. Nhiều người dân thắc mắc vì sao EVN không chốt công tơ điện đúng ngày theo quy định, thông báo cho khách hàng biết rõ số tiền. Đồng thời, hơn 20 ngày tính đến hết ngày 29 tháng 2 cần được tính theo bậc thang giá cũ 6 bậc, không gộp như cách tính hiện tại của ngành điện. Điều này khiến người dân cho rằng bị bất lợi. Thực tế, dù EVN Hà Nội đã đưa ra lý giải cũng như cách tính giãn cách sản lượng điện tiêu thụ mỗi bậc. Tuy nhiên, khi đối chiếu với hóa đơn của mỗi gia đình, nhiều người dân vẫn thắc mắc vì sao sản lượng tính trên bậc giá điện? Tại sao có hộ là 84 kWh, có hộ là 89 kWh, có hộ lại là 92 kWh đối với điện bậc 1? Chạy xe đạp mà vượt đèn đỏ thì bị phạt bao nhiêu tiền? Thông thường, chúng ta chỉ thường thấy người chạy xe máy hay ô tô có hành vi vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông tuyết còi, còn với xe đạp thì lại ít thấy. Tuy nhiên, đối với những người điều khiển xe đạp mà có hành vi vượt đèn đỏ thì cũng có thể sẽ bị xử phạt hành chính. Theo quy định, người tham gia giao thông bao gồm cả đi bộ, xe máy, xe ô tô hay xe đạp đều phải chấp hành hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường bộ, trong đó có tín hiệu đèn giao thông. Trừ trường hợp có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Đối với trường hợp những người điều khiển xe đạp, xe đạp máy kể cả xe đạp điện và xe thô sơ khác nếu có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 100 đến 200 000 đồng. Như vậy, theo quy định trên thì người đi xe đạp mà cố tình vượt đèn đỏ thì có thể bị xử phạt từ 100 đến 200 000 đồng. Do đó dù đi xe máy, xe ô tô hay xe đạp thì cũng cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Theo khoản 1 điều 4 thông tư 14-2022, thông tư của Ngân hàng Nhà nước, kiểm soát viên cao cấp ngân hàng là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, chịu trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, thẩm định, hoạch định chính sách, chiến lược vĩ mô hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước. Ngạch kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1, từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8. Bảng lương kiểm soát viên cao cấp ngân hàng hiện nay như sau. Qua bảng trên, có thể thấy mức lương cao nhất mà kiểm soát viên cao cấp ngân hàng có thể nhận được lên đến 14 triệu 400 nghìn đồng một tháng. Chợ Hoa Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội là chợ hoa lớn nhất miền Bắc, thường hoạt động sôi nổi về ban đêm và dự kiến sẽ trở thành một sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội. Nếu mà được uh, trở thành điểm du lịch đêm thì sẽ thu hút nhiều khách du lịch hơn. Thì mọi người sẽ những đội tiểu thương như bọn em sẽ bán được nhiều hoa hơn. Mọi người sẽ biết đến chợ hoa Quảng Bá nhiều hơn điều đó rất là tốt so với đội các đội tiểu thương ở chợ và các đội nhà buôn nữa từ về cái chợ này bây giờ phát triển lên nhiều rất nhiều các mặt hoa nếu như khách đi du lịch ở đây người ta cũng rất thích Và bây giờ nếu như có khách đến mà không có an ninh trật tự đến nơi đến chốn thì là nó cũng có những các cái xảy ra đáng tiếc chứ nếu như mà có nó có khách nhiều khách du lịch đến nhiều thì phải thay đổi thay đổi nhiều thứ thay đổi về mọi mặt thay đổi về từ an ninh trật tự thay đổi về cơ sở hạ tầng để cho xứng đáng là một địa điểm du lịch bản thân mình thấy nếu mà chợ hoa quảng bá này mà trở thành một địa điểm du lịch mới thì cũng rất là háo hức rất là vui ờ họ sẽ ví dụ những người khách du lịch đến thì họ sẽ có thêm một địa điểm vui chơi mà đặc biệt là ban đêm nữa thì mình nghĩ nó sẽ khá là thú vị Sản phẩm du lịch chợ hoa đêm quận Tây Hồ được dự kiến xây dựng tại chợ hoa Quảng Bá, số 236 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là khu vực đầu mối chuyên bán các loại hoa được vận chuyển từ những vượn hoa lớn nhất của Hà Nội như Mê Linh, Bắc Tử Liêm, cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác căn cứ điều 5 thông tư số 107/2021/TT-BCA ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thăng cấp, nâng lương trước thời hạn hoặc vượt bậc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan được thăng cấp, nâng lương trước thời hạn 1 năm, tối đa 12 tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau: Tốt nghiệp loại giỏi ghi tại bằng tốt nghiệp các trường trong và ngoài công an nhân dân, đồng thời trong quá trình học tập được tặng bằng khen về thành tích trong học tập từ cấp bộ và tương đương trở lên hoặc cá nhân có tham gia công trình nghiên cứu khoa học đạt giải nhất cấp trường trở lên hoặc đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi Olympic sinh viên toàn quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.